Hi, xin chào cả nhà. Thì hôm nay là đến cái thời điểm mà mình phải đi tỉa trái các bạn. Không biết các bạn làm như thế nào, chứ còn mình thì cái việc lựa chọn thời điểm tỉa trái đối với mình nó rất là quan trọng. Một số người mà nếu mà có quan tâm thì chúng ta cũng biết được rồi. Sầu riêng nó sẽ có hai cái thời điểm rụng sinh lý các bạn. Thời điểm thứ nhất là từ khi mà nó sổ nhụy đầu trái cho đến ngày thứ 15, 17 ngày sau đầu trái. Và cái thời điểm thứ hai là khi trái được 45 đến 50 ngày tuổi. Thì đối với mình á, thì mình thường chọn tỉa trái vào khoảng đợt đầu tiên là vào khoảng ngày thứ 14 thứ 10 tới ngày thứ 14 mình phải lo mình đi tỉa trước. Nên như các bạn thấy là hiện tại trái của mình nó khoảng bằng cỡ trứng cúc trứng gà, thì cái độ tuổi của nó tầm khoảng 15 ngày. Khoảng 15 ngày đến 20 ngày các bạn. Các bạn thấy lượng trái của mình như thế nào? Đậu rất tốt nha các bạn. Thì mình cũng xin nhắc lại là cái với mình thì mình sẽ vừa làm và vừa học, vừa rút ra kinh nghiệm từ từ qua từng năm một. Thì có khả năng là trong năm nay mình có thể hoàn thiện được cái gọi là cái quy trình tạm thời canh tác cây sầu riêng. Và khi nào mà nó ok thì mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn. Thì khi mà tại sao mình phải lựa chọn cái thời điểm nó rụng sinh lý một vài ngày á, thì như các bạn biết khi nó rụng sinh lý thì nó sẽ rụng không được như ý. Có khi nó rụng những trái rất đẹp, còn những trái méo mó thì nó còn ở lại trên cây. Đó là theo kinh nghiệm của mình quan sát qua nhiều năm chăm sóc cây sầu riêng. Do đó mình chọn cách tỉa trước khi nó rụng. Của mình nó vẫn cũng chưa có rụng sinh lý đâu nha các bạn, chưa rụng mấy đâu, do mình tỉa những trái méo mó trước rồi. Tuyển trái là nó sẽ tập trung dinh dưỡng để nó nuôi những cái trái còn lại. Những cái trái còn lại thì thường là những trái tròn, thì nó sẽ tập trung dinh dưỡng để nuôi những trái này cho nó tròn và đẹp hơn, nó sẽ lớn nhanh hơn. Và chúng ta lại tiếp tục theo dõi đến giai đoạn rụng sinh lý lần thứ hai, là giai đoạn khoảng cỡ từ 45 đến 50 ngày. Ta lại tiếp tục tỉa thêm một lần nữa. Những trái méo mó, những trái phát triển không đồng đều, thiếu hoặc hay bị sâu hay gì đó, thì chúng ta lúc đó ta sẽ tỉa một lần nữa. Và đến lần cuối cùng là trái, khi mà trái nó được 1 ký, chúng ta sẽ tỉa lại một, gọi là lần cuối cùng, lần gọi là finally, cuối cùng chúng ta, khi đó chúng ta sẽ để lại những trái mà chúng ta sẽ thu hoạch.
Thì trên đây là toàn bộ cái quá trình tỉa trái các bạn. Mình cũng muốn chia sẻ đến cho các bạn tham khảo được biết. Và khi nào trái của mình đến cỡ 45-50 ngày, mình tỉa trái lần thứ hai, mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn theo dõi nhé. Còn bây giờ thì video clip cũng dài rồi. Mình xin chào và hẹn gặp lại. Mình cũng không quên chúc các nhà nông có được một vụ mùa sầu riêng bội thu và cũng được bội giá. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây là kết quả sau khi mình tỉa sơ đó các bạn. Mình thấy nha, đa số là trái méo, mất hộp các bạn. Rất là nhiều. Đây là kết quả trên cây sau khi mình tỉa sơ các bạn. Mình còn tỉa khoảng 2 đến 3 lần cho tới khi thu hoạch nha các bạn. Còn toàn là những trái tròn.